Trước khi đi vào nội dung chính thức của bài học thì thầy nhắc lại một số kiến thức về diện tích của hình vuông và hình chữ nhật như sau. Trước đầu tiên hình chữ nhật thì chúng ta có 3 công thức hôm trước thầy đưa ra. Công thức thứ nhất là diện tích bằng chiều dài nhân với chiều rộng. Và từ công thức này nếu biết diện tích và biết chiều dài thì chúng ta tính chiều rộng bằng cách lấy diện tích chia cho chiều dài để rộng bằng diện tích. Và chia cho chiều dài. Còn ngược lại, nếu như chúng ta biết chiều rộng, biết chiều dài, biết diện tích, muốn tính chiều dài thì chúng ta sẽ tính được ngay chiều dài bằng diện tích chia cho rộng. Và hình thứ hai chúng ta học đó là hình vuông. Hình vuông thì chỉ có duy nhất một công thức là diện tích bằng cạnh nhân với chính nó, người là cạnh nhân với cạnh. Bây giờ chúng ta nhắc lại, muốn tính diện tích hình chữ nhật thì chúng ta sẽ lấy chiều dài nhân với chiều rộng cùng đơn vị đo. Như vậy chúng ta sẽ có bề dài của câu A như sau. Bài này. Diện tích hình chữ nhật câu A, diện tích hình chữ nhật. Đó là muốn tính diện tích thì chúng ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng cùng đơn vị đo. Ở đây cùng đơn vị 3, à, cùng đơn vị mét rồi, cho nên chúng ta chỉ việc lấy 5 nhân với 3, 5 nhân với 3 bằng 15. Và chúng ta đặc biệt lưu ý, đơn vị ở đây là mét thì diện tích thì phải là đơn vị mét vuông. Và tương tự câu B. Tuy nhiên ở câu B chúng ta để ý, chiều dài đang là đơn vị dm, còn chiều rộng đơn vị là mét. Như vậy hai chiều này chưa cùng đơn vị đo. Như vậy việc đầu tiên chúng ta phải đổi ra cùng đơn vị đo. Chúng ta sẽ đổi chiều rộng sang dm. Vậy câu B đầu tiên chúng ta sẽ đổi 1 mét bằng 10 dm. Sau khi đổi xong thì chúng ta áp dụng công thức tính diện tích bằng dài nhân với rộng. Chúng ta sẽ có diện tích hình chữ nhật đó là diện tích bằng dài nhân rộng, và chúng ta sẽ lấy 15 nhân với 10 bằng 150. Và chiều dài ở đây là dm, chiều rộng là dm, cho nên ở đây diện tích là dm vuông.